Kính thưa quý vị, chuyến thăm của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đến Bình Nhưỡng ngày 18 tháng 9 gần đây đã thu hút sự chú ý rộng rãi của dư luận cả trong nước và quốc tế. Cuộc gặp này được tiến hành theo lời mời của Bộ Quốc phòng Triều Tiên và không chỉ là một cuộc trao đổi ngoại giao thông thường mà còn mở ra nhiều khả năng hợp tác tiềm ẩn giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực như quân sự, đào tạo ngôn ngữ, giao lưu văn hóa và kỹ thuật quân sự. Chi tiết của các thỏa thuận này vẫn chưa được công bố, làm dấy lên nhiều suy đoán và tò mò về bước đi tiếp theo của hai quốc gia. Lịch sử hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Triều Tiên bắt đầu từ những năm 1960 và tiếp tục thông qua các thỏa thuận trao đổi vũ khí cho đến khi bị ngừng vào đầu những năm 2000. Sau hơn hai thập kỷ, hai nước đang tiếp tục tìm kiếm cơ hội để phục hồi và mở rộng quan hệ này. Trong bối cảnh địa chính trị Đông Bắc Á và Đông Nam Á ngày càng phức tạp, chuyến thăm này có thể là dấu hiệu của một giai đoạn mới trong hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Triều Tiên, hướng tới một mối quan hệ sâu sắc hơn. Điểm nổi bật trong các cuộc thảo luận là sự hợp tác về đào tạo ngôn ngữ, một lĩnh vực ít được chú ý nhưng có vai trò quan trọng trong việc củng cố hiểu biết và chiến lược giữa hai quốc gia. Việt Nam đã cử học viên sang học tập tại Đại học Kim Nhật Thành và đón nhận sinh viên Triều Tiên tại Học viện Khoa học Quân sự Việt Nam. Ngoài ra, hai bên cũng tăng cường hợp tác trên nhiều phương diện khác như trao đổi đoàn cấp cao, giao lưu văn hóa, nghiên cứu quân y và phát triển kỹ thuật quân sự. Sự hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Triều Tiên vốn đã có lịch sử kể từ những thập niên 60 và 70 của thế kỷ 20, khi Triều Tiên đã cử phi công tham gia hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến chống Mỹ. Lại một lần nữa trở thành đề tài được quan tâm. Sau chiến tranh, mối quan hệ giữa hai nước không những được duy trì mà còn được mở rộng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có công nghiệp quốc phòng. Mặc dù chưa có sự xác nhận chính thức từ các tài liệu công khai, nhưng những thông tin rò rỉ về việc Việt Nam sở hữu tên lửa đạn đạo Hoa Song 6 và các tàu ngầm mini lớp Yugo của Triều Tiên đã khiến dư luận không khỏi tò mò về mức độ sâu rộng của sự hợp tác quân sự giữa hai quốc gia. Chuyến thăm gần đây của lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam không chỉ là dấu ấn của một quan hệ lịch sử bền chặt mà còn mở ra những triển vọng mới cho tương lai. Các lĩnh vực hợp tác như kỹ thuật quân sự, quân y, biên phòng và công nghiệp quốc phòng đang được hai bên tích cực thảo luận và tìm kiếm cơ hội mở rộng. Sự tiếp tục hợp tác này trong các diễn đàn đa phương sẽ càng củng cố vị thế của hai quốc gia trên trường quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh địa chính trị khu vực ngày càng phức tạp. Dựa trên những bước đi lịch sử và những thay đổi trong chuỗi cung ứng vũ khí toàn cầu do xung đột Nga-Ukraine gây ra, Việt Nam đang cố gắng đa dạng hóa nguồn cung vũ khí của mình để giảm bớt sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp truyền thống như Nga, đặc biệt khi Nga đang phải dành nhiều nguồn lực cho cuộc xung đột ở Ukraine. Điều này có thể mở ra cơ hội tái thiết lập mối quan hệ với các đối tác cũ, trong đó có Triều Tiên. Trong quá khứ, vào thời kỳ chiến tranh Việt Nam, Triều Tiên đã cung cấp một lượng lớn vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Việt Nam. Những hợp đồng này không chỉ là những thương vụ mua bán đơn thuần mà còn củng cố mối quan hệ song phương giữa hai nước. Tuy nhiên, trong những thập kỷ gần đây, không có bằng chứng công khai nào cho thấy Việt Nam và Triều Tiên tiếp tục các hợp đồng mua bán vũ khí như trước đây. Nhắc lại lịch sử, trong những năm 90, một trong những thỏa thuận đáng chú ý giữa Việt Nam và Triều Tiên là việc trao đổi gạo lấy vũ khí. Qua đó, tàu ngầm lớp Yugo đã trở thành chiếc tàu ngầm đầu tiên trong lịch sử Hải quân Việt Nam. Đây không chỉ là một dấu mốc lịch sử, mà còn là nền móng cho sự phát triển của lực lượng tàu ngầm Việt Nam, mở ra các bước tiến quan trọng về năng lực phòng thủ biển. 10 năm sau đó, Việt Nam được cho là đã đặt mua một lô tên lửa Hòa Tinh 6, một phiên bản tên lửa đạn đạo dựa trên dòng R-17E của Liên Xô, NATO gọi là Scud, với tầm bắn lên đến 500 km thông qua chương trình đổi gạo lấy vũ khí. Cho đến nay, không có tài liệu chính thức nào xác nhận rằng Hòa Tinh 6 đã được trang bị cho binh chủng pháo binh tên lửa của Việt Nam. Tuy nhiên, những lời đồn đoán vẫn luôn tồn tại. Mặc dù vẫn còn những hoài nghi, không thể phủ nhận rằng Triều Tiên và Việt Nam đã có những thỏa thuận mua bán vũ khí và không thể loại trừ khả năng có thêm nhiều hợp đồng bí mật khác. Việt Nam vẫn giữ thế bí mật quân sự và sự thận trọng trong các hoạt động mua bán vũ khí là điều có thể hiểu được trong bối cảnh quốc tế hiện nay. Từ đầu thế kỷ 21, mối quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Triều Tiên đã đối mặt với nhiều thách thức do lệnh cấm vận từ Hoa Kỳ và các nước phương Tây. Các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước ngày càng hiếm hoi, với chỉ vài lần gặp gỡ của các lãnh đạo quốc phòng. Điển hình là chuyến thăm Việt Nam của Đại tướng Park Chung-sik,
Bộ trưởng Bộ Lực lượng Vũ trang Nhân dân Triều Tiên vào năm 2015. Tuy nhiên, chuyến thăm này không mang lại nhiều kết quả thiết thực khi các cuộc thảo luận chủ yếu tập trung vào đào tạo và giao lưu văn hóa thể thao mà không đạt được bước đột phá nào trong hợp tác kỹ thuật quân sự. Gần đây, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Hoàng Xuân Chiến đã nhắc lại mong muốn hợp tác kỹ thuật quân sự trong chuyến thăm của mình. Điều này có thể là dấu hiệu của một bước ngoặt lớn trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước trong thế kỷ 21. Triều Tiên dù thiếu nguồn lực tài chính để phát triển các công nghệ hàng không quân sự hiện đại và tàu chiến, vẫn là một đối tác đáng kể với khả năng chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng đạt tới lãnh thổ Mỹ và tên lửa phóng vệ tinh đã chứng minh năng lực công nghệ quân sự mạnh mẽ của họ. Điều này khiến Triều Tiên trở thành đối tác tiềm năng trong ngành công nghiệp quốc phòng của Việt Nam. Hiện nay, Triều Tiên được đánh giá là quốc gia có năng lực quốc phòng vượt trội, thể hiện rõ qua việc Hàn Quốc cáo buộc Bình Nhưỡng đã gửi 7.000 container vũ khí cho Nga vào cuối năm trước và 1 triệu quả đạn pháo trong tháng 3 năm 2024. Đổi lại, Triều Tiên dường như đã nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Moscow trong việc phóng vệ tinh quân sự. Từ đó, khả năng cao là Việt Nam cũng có thể mở rộng nguồn cung vũ khí bằng cách hợp tác với Triều Tiên. Một câu hỏi được đặt ra là Việt Nam có thể hợp tác với Triều Tiên trong những lĩnh vực nào như sản xuất xe tăng, pháo binh hay thậm chí là tên lửa? Câu trả lời vẫn còn là một phần bí ẩn, nhưng những dấu hiệu từ chuyến thăm gần đây cho thấy sẽ có nhiều tiết lộ đáng chú ý trong thời gian tới. Trong quá khứ, không thể phủ nhận rằng quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Triều Tiên đã từng rất thân thiết và chắc chắn sẽ tiếp tục là những điểm sáng trong hợp tác quốc phòng giữa hai quốc gia trong tương lai. Thực tế, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Triều Tiên trong thập niên 90 đã diễn ra mạnh mẽ và đi vào chiều sâu với nhiều hoạt động bí mật mà chỉ gần đây chúng ta mới có dịp tiếp cận và khám phá qua một số tài liệu quý giá. Sự hợp tác này không chỉ dừng lại ở những thỏa thuận công khai, mà còn đan xen với nhiều bước phát triển vượt bậc trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Theo tài liệu từ Tổng cục Công nghệ Quốc phòng, ngày 15 tháng 1 năm 1992, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã chính thức hóa hợp đồng nguyên tắc được ký kết trước đó vào ngày 21 tháng 9 năm 1991. Đây là một bước quan trọng nhằm hiện thực hóa định hướng chiến lược hợp tác với Triều Tiên trong lĩnh vực quốc phòng. Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Kinh tế tổ chức một đoàn công tác đặc biệt do Đại tá Trần Đức Việt, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, dẫn đầu cùng 5 thành viên sang Triều Tiên để khảo sát kỹ thuật sản xuất thuốc phóng. Trong thời gian từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 1, đoàn đã làm việc tại hai nhà máy sản xuất thuốc phóng của Triều Tiên. Qua quá trình khảo sát và tìm hiểu kỹ lưỡng, đoàn công tác đã nhận xét rằng tiềm năng kỹ thuật của Triều Tiên là rất lớn. Quốc gia này không chỉ sản xuất thành công các loại thuốc phóng cho đạn súng bộ binh, đạn pháo và hỏa tiễn của Liên Xô, mà còn tích lũy được hơn 30 năm kinh nghiệm với đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, luôn nỗ lực cải tiến sản phẩm, đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn như của Liên Xô, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Việt Nam. Trên cơ sở đó, đoàn đã kiến nghị với Bộ Quốc phòng về việc mua trọn bộ 3 dây chuyền sản xuất thuốc phóng và Nitromax từ Triều Tiên, nhận định rằng đây là quyết định hợp lý nhằm bảo đảm sản xuất ổn định và chất lượng lâu dài. Vào ngày 4 tháng 8 năm 1992, một đoàn cán bộ cấp cao của Bộ Quốc phòng Việt Nam do Trung tướng Phan Thu, chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Kinh tế dẫn đầu, đã sang thăm và làm việc tại Triều Tiên trong thời gian 10 ngày. Trong chuyến đi này, đoàn đã có 8 buổi làm việc với lãnh đạo Công nghiệp Quốc phòng Triều Tiên. Kết quả của chuyến đi không chỉ là việc ký kết hợp đồng nguyên tắc mua 9 loại thuốc phóng và nhiên liệu đẩy, mà còn mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn khi Triều Tiên cam kết cung cấp dây chuyền sản xuất đạn 7,62mm theo công nghệ liên tục và hỗ trợ Việt Nam cải tiến đạn HT1, giúp tăng gấp đôi tầm bắn so với trước. Có thể nói, sự hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Triều Tiên trong thập niên 1990 không chỉ dừng lại ở việc mua bán vũ khí, mà còn mở ra cơ hội cho Việt Nam tiếp cận những công nghệ quân sự tiên tiến, đồng thời củng cố nền công nghiệp quốc phòng trong nước. Những tiến triển đáng kể trong các lĩnh vực như kỹ thuật đạn dược và công nghệ tên lửa hứa hẹn sẽ mang lại nhiều triển vọng cho quan hệ quốc phòng giữa hai nước trong tương lai. Một số thỏa thuận về dây chuyền sửa chữa đạn pháo và sản xuất thuốc phóng đã được ký kết vào tháng 10 năm 1992. Đoàn cán bộ công nghiệp quốc phòng Triều Tiên do ông Park Choi, Tổng Giám đốc Công ty Khai khoáng Triều Tiên dẫn đầu, đã đến Việt Nam và làm việc với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Kinh tế Việt Nam về nhiều vấn đề quan trọng. Các cuộc đàm phán tập trung vào chi tiết hợp đồng cải tiến một số loại vũ khí, khảo sát nhà máy,
và đề xuất phương án công nghệ cho các nhà máy sản xuất đạn cối và rocket 122mm. Đặc biệt, tiềm năng phát triển tên lửa đạn đạo và dự án HT-1 cũng đã được thảo luận, làm nổi bật quá trình hợp tác chặt chẽ giữa hai nước. Trong năm 2024, công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể nhờ hợp tác với Triều Tiên. Nhìn lại lịch sử hơn 30 năm trước, có thể thấy Việt Nam đã đặc biệt chú trọng tới công nghệ thuốc phóng của Triều Tiên. Và hiện tại, điều này vẫn không thay đổi. Thuốc phóng là gì mà chúng ta phải tìm đến Triều Tiên để mua và chuyển giao công nghệ? Về cơ bản, thuốc phóng là một chất tạo ra khí khi bị đốt nóng hoặc bị kích thích bởi tia lửa, giúp đẩy vật thể đi xa. Trong lĩnh vực quân sự, thuốc phóng là thành phần cốt lõi trong các loại đạn dược, từ súng bộ binh, đạn pháo cho đến tên lửa. Sức mạnh của một viên đạn, quả pháo hay tên lửa đều phụ thuộc vào chất lượng thuốc phóng. Nhiều quốc gia sở hữu công nghệ thuốc phóng đều giữ bí mật rất kỹ lưỡng và hạn chế việc chia sẻ ra bên ngoài, đặc biệt là các công nghệ liên quan đến phát triển hệ thống tên lửa. Nói một cách dễ hiểu, các hệ thống như pháo tự hành, xe tăng hay pháo kéo mà chúng ta thường thấy chỉ là phần vỏ, trong khi công nghệ lõi, đặc biệt là thuốc phóng, mới là yếu tố then chốt. Việc làm chủ công nghệ này sẽ giúp Việt Nam vượt qua nhiều thách thức về phát triển vũ khí hạng nặng. Công nghệ thuốc phóng mà Việt Nam đã tiếp nhận từ Triều Tiên được xem là yếu tố cốt lõi, giúp Việt Nam phát triển dây chuyền sản xuất đa dạng các loại đạn dược, bao gồm cả công nghệ tên lửa. Tuy nhiên, mức độ chi tiết của sự hợp tác này vẫn là bí mật, bởi vì thuốc phóng là một lĩnh vực rất phức tạp, được chia thành nhiều loại như rắn, lỏng và khí. Mỗi loại có cách sản xuất và công thức khác nhau tùy theo mục đích sử dụng. Việt Nam hiện chỉ tiếp nhận một phần công nghệ lõi từ Triều Tiên. Dù vậy, theo thỏa thuận với Triều Tiên, Việt Nam đã triển khai dây chuyền sản xuất thuốc phóng tại nhà máy Z-192. Vào năm 1996, nhà máy Z-192 phối hợp cùng các chuyên gia Triều Tiên đã chế thử thành công 18 trên 20 sản phẩm, trong đó 2 sản phẩm thiếu nguyên liệu đầu vào. 13 trên 18 sản phẩm đã được thử nghiệm và đạt độ tin cậy cao. Tài liệu từ ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam cũng xác nhận thành công trong việc tăng tầm bắn của tên lửa Scud từ 300 km lên 500 km thông qua việc cải tiến thành phần thuốc phóng và tăng thể tích nhiên liệu, tạo ra một bước đột phá quan trọng. Hiện nay, Việt Nam đã có thể tự sản xuất nhiều loại đạn dược, từ đạn súng bộ binh, súng máy, đạn cối đến pháo tự hành, pháo kéo và đạn tăng. Những thành tựu này có sự đóng góp không nhỏ từ dây chuyền sản xuất thuốc phóng của Triều Tiên. Dự kiến từ nay đến năm 2025, thuốc phóng sẽ tiếp tục là trọng tâm trong hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Triều Tiên, đặc biệt là các công nghệ tiên tiến về thuốc phóng rắn dùng cho tên lửa phòng không, tên lửa không đối không và thậm chí là tên lửa đạn đạo. Một khía cạnh quan trọng khác trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước từ 30 năm trước là dây chuyền sản xuất đạn pháo phản lực 122mm, giúp Việt Nam củng cố khả năng phòng thủ và tấn công chiến lược trong bối cảnh khu vực. Hiện nay, công nghệ pháo phản lực của Triều Tiên đã đạt được những bước tiến vượt bậc, sánh ngang với các cường quốc như Mỹ, Nga và Trung Quốc về tầm bắn và độ chính xác. Một trong những hệ thống pháo ấn tượng nhất của Triều Tiên là tổ hợp pháo phản lực 300mm K09. Theo tình báo Hàn Quốc, loại pháo này có tầm bắn từ 180 đến 200 km, với đầu đạn nặng 190 kg, chứa 75 kg thuốc nổ TNT. Nếu được đặt tại khu vực phi quân sự, pháo K09 có thể bao trùm toàn bộ thủ đô Seoul và các căn cứ quân sự của Mỹ như Osan và Bộ Chỉ huy. Với tầm bắn ấn tượng như vậy, loại pháo này gần như đạt tới tầm của tên lửa đạn đạo chiến thuật. Hơn nữa, nó còn được trang bị hệ thống dẫn đường đảm bảo độ chính xác cao. Nếu chúng ta tưởng tượng Việt Nam sở hữu tổ hợp K09 này, đó sẽ là một bước tiến quan trọng trong năng lực quốc phòng. Không chỉ dừng lại ở pháo phản lực, có thể tin rằng Việt Nam cũng hướng tới hợp tác với Triều Tiên trong lĩnh vực phát triển xe bọc thép. Triều Tiên đã làm chủ công nghệ sản xuất các loại xe thiết giáp và xe tăng hiện đại. Với việc bị bao vây cấm vận trong thời gian dài, Triều Tiên buộc phải phát triển và nắm vững toàn bộ công nghệ cần thiết để sản xuất xe bọc thép trong nước. Triều Tiên có thể là đối tác quan trọng giúp Việt Nam cải thiện công nghệ chế tạo vỏ thép cho các phương tiện bọc thép, từ xe tăng đến xe chiến đấu bộ binh. Chế tạo vỏ thép chống đạn không phải là điều đơn giản. Việc đúc vỏ thì dễ, nhưng tạo ra loại vỏ thép có khả năng chống chịu đạn súng máy hay đạn pháo chống tăng mới là thách thức lớn. Trước mắt, Việt Nam cần tập trung vào những công nghệ thực tế và có lịch sử hợp tác bền vững. Tuy nhiên, nhìn xa hơn, nhiều người sẽ thấy tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực phát triển tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa của Triều Tiên là rất lớn. Chúng ta đều biết, việc phát triển tên lửa đạn đạo không chỉ phụ thuộc vào mong muốn
mà còn đối mặt với nhiều thách thức. Việt Nam từng có tham vọng tăng tầm bắn của tên lửa từ 500 km lên 700 km, thậm chí hướng tới 1.000 km. Việc tăng tầm bắn tên lửa là một bước đi nhằm khẳng định năng lực quân sự và củng cố vị thế của Việt Nam trước các mối đe dọa tiềm tàng. Với tầm bắn 500 km, tên lửa của Việt Nam có thể bao phủ một phạm vi tương đối rộng. Nhưng nếu tăng lên 700 hoặc 1.000 km, Việt Nam sẽ mở rộng khả năng phòng thủ và tấn công phủ đầu trong những tình huống cần thiết. Điều này không chỉ củng cố sức mạnh quân sự mà còn tạo ra thế trận răn đe mạnh mẽ trước các đối thủ tiềm năng, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông và sự hiện diện quân sự ngày càng lớn của các nước lớn trong khu vực. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin hôm nay của Tin tức 24 giờ TV. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát và cập nhật những diễn biến mới nhất để mang đến cho quý vị cái nhìn toàn cảnh và sâu sắc về tình hình trong nước và quốc tế. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức mới nhất nào của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.